chào các em. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng chuyển sang một chủ đề mới của sách Tiếng Việt 2, lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là chủ đề Vẻ đẹp quanh em. Và mở đầu cho chủ đề này, cô trò chúng ta cùng nhau học bài 1, Chuyện bốn mùa. Các em kiểm tra đồ dùng học tập của mình một lần nữa, để cô trò chúng ta cùng đi vào tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô mời các em cùng theo dõi một lần nhạc. Mùa xuân, hoa đào nở, em đi chúc Tết họ hàng. Mùa hè, phượng rực rỡ, cùng vui đùa trong nắng vàng. Thu sang cây thay lá, gió heo may nhẹ bước chân qua. Và mùa đông lạnh giá, bữa cơm ấm áp bên cả nhà. Các em vừa được nghe một đoạn nhạc nói về các mùa ở trong năm. Vậy, thời tiết nơi các em đang ở, đang là mùa nào trong bốn mùa này? Các em hãy quan sát thời tiết hôm nay tại nơi các em đang ở diễn ra như thế nào và chia sẻ cho người thân của mình nghe nhé. Các em đã nói xong chưa nào? Bây giờ, chúng ta cùng nghe học trò của cô chia sẻ về thời tiết mà hôm nay tại nơi bạn ở ấy nhé. Chào các bà, nơi mình đang ở hiện tại là mùa đông. Thời tiết hôm nay có mưa phùn, rất lạnh. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng mình cảm thấy mùa đông mang đến một sự ấm áp trong lòng và vẻ đẹp riêng của nó. Các em ạ, mỗi năm có bốn mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và đặc điểm của bốn mùa này như thế nào? Thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đọc Chuyện bốn mùa. Các em quan sát tranh và cho cô Nhung biết tranh vẽ gì? À, qua quan sát tranh, chúng ta thấy tranh vẽ bốn cô gái. Và đây là bốn nàng tiên. Bốn nàng tiên này đang đứng xung quanh một bà cụ. Cô thì có vòng hoa rực rỡ ở trên đầu. Cô thì tay cầm quạt. Cô mặc nhiều vải áo, có vẻ như rất lạnh. Và cô thì tay cầm giỏ hoa quả. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ ở bên bà cụ. Để biết có chuyện gì xảy ra xung quanh các nhân vật này, thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc nhé. Các em chú ý theo dõi, lắng nghe cô đọc bài. Chuyện bốn mùa. Ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay xuân bảo: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Xuân nói: nhưng nhờ có em Hà, cây trong vườn mới đâm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Nàng Hà tinh nghịch xen vào: thế mà Thiếu Nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Giọng buồn buồn, Đông nói: chỉ có em là chẳng ai yêu. Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thị: có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Bốn nàng tiên mà chuyện trò, không biết bà đất đã đến từ lúc nào. Bà nói: xuân làm cho cây lá tươi tốt, hà cho trái ngọt hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, học sinh những ngày tù trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây củi đâm chồi nảy lộc, các cháu đều có ích,
đều đáng yêu, theo Từ Nguyên Tĩnh. Các em đã nghe rõ cô đọc chưa nào? Bài này cô chia làm 3 đoạn như sau. Các em nhớ lấy bút chì, đánh dấu vào sách theo sự hướng dẫn của cô. Đoạn 1. Từ đầu cho đến đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Đoạn 2. Tiếp theo cho đến giấc ngủ ẩm trong chăn. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Bây giờ chúng ta cùng sang luyện đọc đoạn. Cô mời các em đọc cho cô đoạn 1 và nhớ đọc cả tên đề bài. Các em lắng nghe cô đọc lại. Chuyện bốn mùa. Ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay xuân bảo: "Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc." Xuân nói: "Nhưng nhờ có em hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè." Nàng hạ tinh nghịch xen vào: "Thế mà Thiếu Nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ." Cô mời các em đọc cho cô đoạn 2. Các em nghe cô đọc lại. Giọng buồn buồn, Đông nói: "Chỉ có em là chẳng ai yêu." Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thị: "Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn." Cô mời các em đọc cho cô đoạn 3 và nhớ đọc cả tên tác giả. Em lắng nghe cô đọc lại. Bốn nàng tiên mãi chuyện trò, không biết bà Đức đã đến từ lúc nào. Bà nói: "Xuân làm cho cây lạ tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, học sinh những ngày từ trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để Xuân về cây củi đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu." Theo Từ Nguyên Tĩnh. Bây giờ chúng ta cùng sang luyện đọc các từ ngữ khó đọc có ở trong bài. Sung sướng. Các em chú ý âm sờ trong tiếng sung, âm sờ và vần ương trong tiếng sướng. Cô mời các em đọc lại. Tinh nghịch. Các em chú ý vần x trong tiếng nghịch. Cô mời các em đọc lại nào.
từ trường. Các em chú ý vần ưu trong tiếng từ, vần ương trong tiếng trường. Cô mời các em đọc lại từ này. Cô mời các em đọc lại cả ba từ mà cô trò chúng ta vừa mới lượt đọc. Khi đọc bài này, các em chú ý cách đọc lời đối thoại của các nhân vật. Lời của bốn nàng tiên, các em đọc với giọng nhĩ nhặn, hồn nhiên. Và lời của bà Đức, các em đọc với giọng trầm lắng. Và các em cũng nhớ ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn. Bài này có một số câu dài. Cô trò chúng ta cùng luyện đọc những câu dài này nhé. Câu thứ nhất, các em lắng nghe cô đọc, xem cô đã ngắt nghỉ hơi ở những chỗ nào. Nhưng nhờ có em Hà, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Như vậy, cô đã ngắt nghỉ hơi ở những chỗ nào? À, đúng rồi, cô đã ngắt hơi sau dấu phẩy, sau tiếng vườn, tiếng sinh và nghỉ hơi ở cuối câu. Cô mời các em đọc lại cho cô câu này. Các em lắng nghe cô đọc. Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Như vậy, cô đã ngắt nghỉ hơi ở những chỗ nào? À, cô đã ngắt hơi sau dấu phẩy, sau tiếng em, tiếng người và nghỉ hơi ở cuối câu. Cô mời các em đọc lại nào. Câu thứ ba, các em lắng nghe cô đọc. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Như vậy, cô đã ngắt nghỉ hơi ở những chỗ nào? À, cô đã ngắt hơi sau dấu phẩy, sau tiếng sống, tiếng về, tiếng cối và nghỉ hơi ở cuối câu. Cô mời các em đọc lại nào. Cô trò chúng ta đã cùng nhau luyện đọc từ ngữ khó đọc, luyện đọc câu dài. Bây giờ, chúng ta cùng sang tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ có ở trong bài. Đâm chồi. Đơm. Ở cuối bài đọc có phần chú giải nghĩa của các từ ngữ này. Cô sẽ dành thời gian cho các em đọc và tìm hiểu nghĩa của các từ này. Vậy, đâm chồi có nghĩa là gì? À, đâm chồi có nghĩa là mọc ra những mầm non. Có ví dụ, mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Vậy, đâm có nghĩa là gì? À, đơm có nghĩa là nảy ra. Có ví dụ, mùa hạ, cây cối đơm bông. Như vậy, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu nghĩa của một số từ. Cô mời các em đọc lại bài một lần nữa nào. Thank you.
và để tiếp thêm năng lượng cho tiết học, cô mời các em cùng thư giãn nhé. Bài ca bốn mùa. Chào mùa xuân nhé, khắp nơi mầm xanh đã đầm chồi. Ngày mùa xuân ấm mát, chim hoa giọng líu lo. Tết xuân an vui, mặc áo mới thấy miêu đời. Na 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 na, em thêm một tuổi nữa rồi. Mùa hè đang tới, tiếng ve rộn vang khắp phường. Ngày dài đêm ngắn, nắng vàng trời xanh cao vời. Mùa thu sang lá thu vàng bay khắp nẻo đường. Chào năm học mới, giữa bao bạn bè vui cười. Ấm mắt tiếng cô giảng bài với bao yêu thương. Na 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 na, thu sang mình vui đến trường. Rồi trời lạnh giá, bé thấy không mùa đông đã sang đây. Mình quàng khăn ông, gió thơm lên đôi má hồng. Đón đêm Giáng sinh, cùng nhau hát khúc thánh ca an lành. Na 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 na, quây quần bên gia đình. Cô trò chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động 1, luyện đọc bài. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động 2, tìm hiểu nội dung của bài nhé. Câu 1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại bài và quan sát hình ảnh minh họa. Các em suy nghĩ và trả lời nào? Vậy, bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? À, dựa vào bài đọc và đặc điểm của bốn nàng tiên, chúng ta dễ dàng xác định được. Nàng tiên thứ nhất có vòng hoa rực rỡ ở trên đầu, tượng trưng cho mùa xuân. Nàng tiên thứ hai tay thì cầm quạt, tượng trưng cho mùa hạ. Nàng tiên thứ ba mặc nhiều vải áo, có vẻ như rất lạnh, tượng trưng cho mùa đông. Và nàng tiên thứ tư, tay thì cầm giỏ hoa quả, tượng trưng cho mùa thu. Vậy, bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa trong năm, đó là xuân, hạ, thu, đông. Chúng ta cùng sang câu hỏi số 2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm cho cô đoạn 1. Vậy thì, theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu nhất? À, theo nàng tiên mùa hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì không có mùa thu thì không có đêm trăng rằm, rước đèn phá cỗ. Các em ạ, đêm trăng rằm, rước đèn phá cỗ chính là Tết Trung Thu, ngày hội của thiếu nhi đấy. Cô mời các em cùng quan sát một số hình ảnh. Câu hỏi số 3. Dựa vào bài đọc, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh. Ở đây, cô có 4 bức tranh được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Để xác định được các bức tranh tương ứng với mùa nào, các em cần xác định xem chi tiết hình ảnh được vẽ trong một bức tranh đó là gì nhé. Các em suy nghĩ và trả lời nào.
em đã biết mỗi bức tranh tương ứng với mùa nào chưa? Bây giờ các em cùng theo dõi đáp án của cô nhé. Bức tranh 1 là hình ảnh cây cối đâm chồi nảy lộc. Vậy bức tranh 1 ứng với mùa nào? À, bức tranh 1 ứng với mùa xuân. Chỉ về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Bức tranh 2 là hình ảnh một bạn nhỏ đang nằm ngủ ở trên giường, đắp chăn ấm. Phía dưới là hai người đang ngồi bên cạnh bếp lửa, sưởi ấm, hơ tay. Vậy bức tranh 2 ứng với mùa nào? À, bức tranh 2 ứng với mùa đông. Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có chiếc ngủ ấm trong chăn. Bức tranh 3, chúng ta thấy rằng có một ống mặt trời rực rỡ và cũng có những cây chín đỏ, chín vàng. Vậy bức tranh 3 ứng với mùa nào? À, bức tranh 3 ứng với mùa hạ. Bức tranh 4 là hình ảnh trăng sáng. Phía dưới các bạn nhỏ cùng vui chơi. Có cả đi mỗi lần đánh trống tưng bừng. Vậy bức tranh 4 ứng với mùa nào? À, bức tranh 4 ứng với mùa thu. Như vậy, bức tranh 1 ứng với mùa xuân, bức tranh 2 ứng với mùa đông, bức tranh 3 ứng với mùa hạ và bức tranh 4 ứng với mùa thu. Trong bài đọc, bốn nàng tiên đã cùng nhau trò chuyện về đặc điểm của mỗi người. Và không ai biết bà Đức đã đến từ lúc nào. Trong câu văn cuối cùng, bà Đức đã khen cả bốn nàng tiên. Vậy, các em hãy cho cô biết, vì sao bà Đức nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu? Đó cũng chính là câu hỏi số 4. Các em hãy đọc thầm lại đoạn 3 và tìm câu trả lời nhé. Vậy vì sao bà Đức nói cả bốn nàng tiên đều có ích, đều đáng yêu? À, cả bốn nàng tiên đều có ích, đều đáng yêu vì xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tự trường. Vậy thì qua bài đọc giúp các em hiểu được điều gì nào? À, qua bài đọc giúp chúng ta biết được mỗi năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. Cô mời các em đọc lại bài một lần nữa nào. Thank you.
cùng lắng nghe cô đọc lại. Chuyền bốn mùa, ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay Xuân bảo, chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Xuân nói, nhưng nhờ có em Hà, cây trong vườn mới đơm trại ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Nàng Hà tinh nghịch xen vào, thế mà Thiểu Nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rực đèn phá cỗ. Giọng buồn buồn, Đông nói, chỉ có em là chẳng ai yêu. Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thị, có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Bốn nàng tiên mãi chuyện trò, không biết bà Đức đã đến từ lúc nào. Bà nói, xuân làm cho cây lá tươi tốt, hà cho trại ngọt hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, học sinh những ngày từ trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu, theo từ nguyên tĩnh. Cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong hoạt động 2, tìm hiểu bài. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập theo văn bản đọc. Bài tập 1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? Ở đây cô có 2 câu. A. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện. B. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập yêu cầu chúng ta tìm trong 2 câu, câu nào là câu nêu đặc điểm. Bây giờ, cô sẽ dành thời gian cho các em thực hiện yêu cầu của bài tập 1 này. Vậy, trong 2 câu, câu nào là câu nêu đặc điểm? À, câu nêu đặc điểm ở đây, đó là câu B. Vậy, vì sao các em nói câu B là câu nêu đặc điểm? À, câu B là câu nêu đặc điểm vì trong câu có từ ngữ chỉ đặc điểm. Đó là từ ngữ có ích, đáng yêu. Vậy, câu A là câu gì? À, câu A là câu nêu hoạt động vì trong câu có từ ngữ chỉ hoạt động. Đó là từ ngữ cầm tay, trò chuyện. Chúng ta cùng sang bài tập số 2. Trò chơi, hỏi nhanh đáp đúng. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập yêu cầu chúng ta chơi một trò chơi, hỏi nhanh đáp đúng. Trò chơi này có ít nhất là 2 người cùng chơi, một người hỏi và một người đáp lại. Cô ví dụ, một bạn hỏi, mùa xuân có gì? Thì một bạn sẽ đáp lại, mùa xuân có cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa xuân có những tia nắng ấm áp, mùa xuân có chồi non lộc biếc, mùa xuân có trăm hoa đua nở. Như vậy, chúng ta có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta có 4 mùa để hỏi, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Vì thời lượng phát sóng có hạn, sau tiết học này, các em hãy cùng với người thân của mình chơi trò chơi này nhé. Như vậy, cô trò chúng ta đã hoàn thành xong 3 hoạt động, đó là luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài, và đã luyện tập theo văn bản đọc. Như vậy, tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em.